Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô đẩy gọi là siêu trường siêu trọng, phục vụ tất cả các bác làm sự kiện. Tức là những cái dòng đẩy này thì các bác có thể đánh được cả full đôi súp kép tất cả những cái loa hiện nay trên thị trường. Tên của dòng đẩy thương hiệu là DBS các bác nhá. Thì dòng đẩy này nó có hai loại. Một loại là công suất 1200W và một loại là công suất 1050W. Tất cả những dòng đẩy này đều chạy mạch class TD các bác nhé. Là một trong những cái dòng đẩy mà gọi là tiếng hay và hiệu suất cao nhất hiện nay trên thị trường. Thì con đẩy này, tổng cộng lô này của em là về có 6 con. Trong đó có 4 con là công suất là 1050W và 2 con là công suất 1200W. Đấy. Thì đối với những cái dòng đẩy này thì các bác có thể đánh được tất cả những cái dòng loa thị trường hiện nay. Loa full đôi hoặc là loa su kép, thậm chí cả loa su kép từ côn 125 từ 28 và đánh được các bác nhá. Đấy thì về con một công suất 1200W này thì ở 8 ohm là 1200W một kênh và ở 4 ohm nữa là 2000W một kênh các bác nhá. 2000W một kênh là đánh 4 ohm. Đấy, lúc khi mà chúng ta đánh gọi là chế độ 4 ohm hoặc là đánh hai cặp loa, đấy là 4 ohm ấy, là công suất của nó là sẽ là 2000W một kênh. Và đối với con là 1050W này thì đó là ở 8 ohm và khi chúng ta đánh ở chế độ 4 ohm thì nó rơi vào tầm là 1800W một kênh các bác nhá, 1800W một kênh. Đấy. Thì khi mà chúng ta đánh vào ra chụp kênh lại thì con này nó rơi vào tầm 3600W và con này nó sẽ là tầm 3000W một kênh. Đấy, đó là đánh vào ra bác nhá. Thì có là cực khủng, nói chung là những cái dòng đẩy này thì là quá khủng khiếp hiện nay thị trường, thực sự là nếu như về dòng nguồn biến thế, nguồn tăng phô thì hiện nay cái con 1200W có lẽ là con hiện nay là công suất lớn nhất hiện nay thị trường. Nếu như gọi là công suất lớn hơn nó rơi vào tầm 1500 hoặc 2000W thì nó chỉ có thể là dòng nguồn xung mới làm được, còn nếu nguồn tăng phô hiện nay là con này là khủng nhất. Mà đặc biệt là chỉ có những dòng mạch class TD, class D đấy mới làm được những cái điều như thế này. Nếu như những cái dòng đẩy mạch class AB thì nếu như gọi là rơi 1200W thì hiện nay là chưa có. Đấy. Chúng ta để ý là những cái con đẩy giống như xe 20 nó rơi vào tầm 64 sò. Tuy nhiên là con nó công suất nó cũng chỉ mới tầm là 1000W thôi. Chưa được đến những công suất như thế này các bác nhá. 64 sò gọi là con nó rơi vào tầm 50 kg. 50 kg mạch class AB thì cũng mới được có 1000W thôi. Con này thì nó rơi vào tầm gần 30 kg. Đấy, gần 30 kg chạy mạch class TD thì nó mới đạt được như thế này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu phần nội thất của nó cho các bác xem nhé. Thì trước khi nội thất thì các bác lưu ý rằng là cái dòng đẩy này thì hai con này nó chỉ lệch nhau về công suất, chứ còn về nội thất nó giống nhau. Mà cụ thể luôn thì là nó là phần công suất và phần này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau là phần nguồn. Nguồn con 2000W nó sẽ lớn hơn và nguồn con 1050W nó sẽ bé hơn một chút. Đấy, nó chỉ khác nhau một chút về cái phần nguồn thôi. Thì đây là cái nội thất của nó nhé các bác nhé. Đây nội thất của nó. Thì điều đặc trưng mà chúng ta thấy được những cái dòng mạch class TD đó là những cái cuộn cuộn xung như thế này. Để nó là hai cuộn này tương với hai cuộn MOSFET để nó hỗ trợ công suất nó bù áp. Thì dòng này thì nó hoạt điện được cái mức điện áp cực kỳ là cao các bác nhá, rất chi là cao. Đây, con này nó hoạt động ở mức điện là 200V. Đấy, 200V. Thì chúng ta lưu ý khi mà những cái thợ hoặc những cái bác nào mà không biết khi mà không may mà muốn mà gọi là chọc ngoáy ở trong đây thì chúng ta yêu cầu là phải cẩn thận cái phần này, vì là điện ra điện 220V, nó tương đương với điện lưới hiện nay chúng ta. Nếu như chúng ta để ý một cái phép so sánh thế này, tại sao con này nó khỏe, nguyên nhân chính của nó là vì nó hoạt động ở mức điện áp cực kỳ là cao luôn, 200V. Nếu như chúng ta để ý ra là những cái mạch class AB thì nó thường thường nó chỉ hoạt động ở mức điện áp là 50V, mạch class H thì nó có thể lên đến 80V, mạch class D thì nó rơi vào tầm khoảng là 160 đến 200V. Thì con này nó hoạt động đến mức 200V. Đấy, cho nên mà cái mức điện áp của nó lớn thì nó tương đương với là cái công suất của nó ra cực kỳ là khỏe. Con này nguồn của nó sở hữu là nguồn 22 cm. Đây, 22 cm nhá. Đấy, nguồn này là đấy, chúng ta thấy là nguồn của nó phía trong này nó có một cái cuộn đồng, nó có một cái vòng này khử nhiễu nằm ở phía trong này. Đấy, nó là cái vòng này. Đây, chúng ta thấy cái vòng nó nằm ngay này. Đấy, và nó được bọc lại những cái vải chống cháy như thế này để nó đảm bảo cho chúng ta là nóng nó không bị chập cháy trong này. Cái vải này là vải chống cháy các bác nhé, không phải là vải bình thường. Đấy, về công suất thì con này chúng ta để ý là nó chạy một vế của nó 1 2 3 4 5 6 7 7 con sò, nhưng mà
Cái dòng đáy này thì em cũng lưu ý các bác là con này chúng ta không nên đếm xò đấy, tại vì là thực tế rằng là nếu như đếm xò thì con này chỉ có là 14 xò thôi, 14 xò đấy, tổng con này là 14 xò. Tuy nhiên là con 64 xò hiện nay vẫn không thể so sánh được với nó, đó là một cái phép so sánh, tức là những cái con đẩy nó nhiều xò hơn gấp mấy lần con này, tuy nhiên là công suất của nó không thể bằng con này được, tại vì nó là công nghệ, chỉ có công nghệ Class TD nó mới đem lại được những cái hiệu quả nó tuyệt vời như thế. Thì các bác biết rằng dòng đẩy mạch Class TD là một trong những cái dòng đẩy mà được săn đón hiện nay nhất trên thị trường, và giá của dòng Class TD thì hiện nay là nó cũng được tăng lên theo từng ngày. Trước đây em nhớ là năm 2018 bên em bán những con bẫy Class TD nó chỉ rơi vào tầm hơn 4 triệu, 4 triệu 8 đối với con đối với những cái con mà 900 W một kênh. Cụ thể là các bác có thể xem lại những cái con đẩy CB Alcotech TD9 là 900 W một kênh. Bên em chỉ bán có 4 triệu mà hơn 4 triệu thôi. Thì đến năm nay thì cái dòng đó nó đã rơi vào tầm 6 triệu rồi. Đây các bác thấy không? Thì chính vì cái ban đầu đấy lại dân mình là sợ gì? Sợ thứ nhất là dòng đẩy mạch dán nó khó sửa, thứ hai đó là các bác về là thấy ít xò đấy, ít xò nghĩ rằng là nó yếu. Tuy nhiên là những cái người mà người ta từng va chạm, những cái người mà người ta về thợ, người ta dành, người ta biết rằng những con nào nó công suất như thế nào thì người ta biết rồi đấy. Như thế mà sau này thì dân mình lại biết, nói chung là nhắc đến Class TD thì có lẽ là rất nhiều những anh chị, những bác ở đây để đều là biết nó là một trong những cái dòng đẩy hiện nay là cực kỳ là hot, săn đón lắm đấy. Con này là nó chạy tới 12 con tụ, kinh khủng không bác? 12 con tụ đấy. Mạch Class TD thì nó chạy rất chi là ít tụ các bác ạ. Tuy nhiên con này nó chạy tới 12 con tụ là một trong những cái dòng đẩy chạy mạch Class TD mà nhiều tụ lọc nhất. Đấy các bác cứ xem này, xem trên thị trường hiện nay tất cả những con đẩy mạch Class TD nó chỉ rơi vào tầm 4 tụ, 6 tụ. Con nào nhiều đến 8 tụ là cực kỳ là nhiều, con này chạy đến 12 con tụ các bác nhé. Đấy, mà tụ của nó toàn là tụ lớn không? Tụ 2020 mà hoạt động ở mức điện áp là 200V. 200V các bác nhé. Tụ này hàng lòng rất chi đẹp, các bác thấy là những cái con tụ như thế này đấy, chúng ta thấy là đít đang phẳng, không có con nào bị lồi đít gì nhá, chưa có hiện tượng là phù nhá. Mạch của nó đang còn rất chi là đẹp sáng như thế này. Đấy chúng ta thấy. Đấy, thì những cái con đẩy này thì các bác có thể đánh được cả phun đôi, xúc két, tất cả những cái dòng sự kiện hiện nay trên thị trường. Đấy. Nó có một cái nhược điểm của nó là nó khá nặng. Con này nó rơi vào tầm chắc hỏi 30 cân. Em chưa cân nhưng mà khá là nặng. Đấy. Thì con này nó ra loa, đấy, tín hiệu ra loa là bằng jack new chích các bác nhá. Đây, jack new chích chúng ta cắm vào đây nhá. Đấy. Không phải là jack lui cột bình thường. Cho nên mà cái jack new chích thì chúng ta lưu ý là đấu đúng là 1 cộng 1 trừ các bác nhá. 1 cộng 1 trừ nhá. Đấy. Đấu 2 cộng 2 trừ là không có tín hiệu. Đấy. Đây hai cái jack ra loa đây. Đây là dây ra loa. Đấy. Con này là nguồn khủng, nguồn 22. Con 1050 thì nguồn nó rơi vào tầm 20 phân các bác nhá. Đấy, em chỉ tháo thử một con như thế này thôi. Đấy, thì giá bán của dòng đẩy này thì cho các bác một cái giá là cũng ok. Con đẩy 1050 thì giá sẽ là 6.800.000 đồng một con. Và con 1200W là sẽ là 7.200.000 đồng một con. Đấy, tất cả những cái giá như thế này thì các bác lấy thì liên hệ với cửa hàng em, và hàng này được sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng nhé. Để các bác yên tâm. Và tất cả những cái hàng này thì là bao zin cho các bác. Đấy, các bác cứ zin đét đẹp đẹp ra là cứ kiểm tra mạch, bo mạch nó phải sáng như thế này, không có đấu chấm hàn gì hết nhé, nguyên bản của nó như thế này các bác nhé. Đấy, bao zin cho tất cả các bác. Và bác nào lấy thì liên hệ với cửa hàng với em nhé. Và lưu ý là cái hàng này thì khá là nặng, cho nên mà chúng ta lưu ý cái cước vận chuyển nếu bằng bưu điện thì nó rơi vào tầm giá con này mà nếu phải tầm 300.000. Đấy, cả đấy, thậm chí là hơn 300.000. Cho nên mà các bác chúng ta cân nhắc mà nếu nhận bằng xe thì càng tốt nhé. Xin kết thúc cái video tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.